Chào mừng Kim đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời Kim cùng theo dõi môn khoa học lớp 5 trang 83 đến trang 88, sách cánh diều bài 18, phòng tránh bị xâm hại. Sau bài học này, các em sẽ nói được về cảm giác an toàn và quyền được an toàn bảo vệ, sự toàn vẹn của cá nhân và phản đối mọi sự xâm hại. Trình bày được những cái nguy cơ dẫn đến bị xâm hại tình dục và cách phòng tránh ứng phó khi nguy cơ bị xâm hại. Lập được danh sách những người đáng tin cậy để được giúp đỡ khi cần. Đưa ra yêu cầu giúp đỡ khi bản thân hoặc là bạn bè có nguy cơ bị xâm hại. Mở đầu, chọn một trong các cảm giác dưới đây và chia sẻ với các bạn về tình huống khiến em có những cảm giác đó. Như vậy chúng ta sẽ chọn một cảm giác và chúng ta chia sẻ với bạn về cái tình huống mà chúng ta khi chúng ta gặp những cảm giác này, ví dụ như là vui, phấn khởi, buồn, lo lắng, giận, bực tức, tôn trọng hoặc là coi thường, thì chúng ta chọn và chúng ta sẽ chia sẻ. Số 1 nhỏ, bảo vệ sự toàn vẹn của cá nhân. Quan sát theo em, bạn nào trong hình 1 có cảm giác an toàn, bạn nào có cảm giác không an toàn, vì sao? Bạn nhỏ khi đi qua một đoạn đường vắng vào buổi tối thì bạn suy nghĩ là có, bạn thấy là có một người đi theo mình. Rồi tiếp theo hình B thì bạn nhỏ được ông bà ra đón và ôm vào lòng mỗi khi về quê thăm ông bà. Thì chúng ta thấy là theo em trong hình A thì có cảm giác không an toàn vì bạn đi một mình trong buổi tối và có cảm giác như có người đi theo. Còn bạn trong hình B thì có cảm giác an toàn vì được ông bà đón và ôm vào lòng mỗi khi về quê thăm ông bà. Câu hỏi, kể một tình huống mà em có cảm giác an toàn hoặc là không an toàn, như những biểu hiện của cơ thể em trong tình huống đó. Thì các em nhớ lại, chúng ta có một cái tình huống an toàn hoặc là cái cảm giác không an toàn thì các em sẽ kể lại và nêu những biểu hiện. Ví dụ như tình huống em cảm thấy không an toàn. Khi em cùng mẹ tham gia giao thông trên đường thì em cảm thấy rất là nhiều người không tuân thủ luật an toàn giao thông, như đi nhanh, vượt ẩu, không chấp hành hiệu lệnh đèn đỏ. Biểu hiện của cơ thể em trước tình huống đó là em cảm thấy rất sợ hãi và tim đập nhanh. Thông tin, khi có cảm giác an toàn thì cơ thể biểu hiện dễ chịu, thoải mái. Khi có cảm giác không an toàn thì như gặp điều rủi ro hoặc là nguy hiểm thì cơ thể có những cái biểu hiện như là tim đập nhanh hơn, nổi da gà, toát mồ hôi. Tiếp theo quan sát, hãy đọc tình huống trong hình 2 và cho biết cảm giác của bạn A trong câu chuyện như thế nào. Em phản đối hoặc là đồng ý với hành động của bạn nào trong chuyện, vì sao? Các em quan sát hình A thì bạn A đang bị hai bạn trong lớp trêu về cái ngoại hình và bắt bạn A trật nhật lớp. Rồi tiếp theo hình B thì bạn B đã nhìn thấy điều đó và nói với hai bạn là không được đối xử với bạn A như vậy. Rồi hình C, thấy bạn A ngồi khóc thì bạn B đến an ủi. Như vậy cảm giác của bạn A trong câu chuyện là bạn A cảm thấy xấu hổ và buồn bã. Em phản đối với hành động của hai bạn C và D vì đã có những cái hành động trêu bạn A và bắt bạn A phải trật nhật thay. Em đồng ý với hành động của bạn B vì đã lên tiếng bảo vệ bạn A và an ủi bạn. Thông tin, chúng ta cần phản đối mọi sự xâm hại như hành vi gây tổn thương về thể chất, tinh thần, tình cảm, tâm lý, danh dự, nhân phẩm của một người dưới các hình thức bạo lực, bóc lột, xâm hại tình dục, v.v. Quan sát các em phản đối những cái việc làm nào đối với trẻ em được thể hiện trong hình 3 vì sao? Các em quan sát hình A thì người lớn xoa đầu, động viên. Hình B, nói lời gây tổn thương. Hình C, trêu ghẹo quá mức. Hình D, lắng nghe tâm sự. Hình E, động chạm vào vùng riêng tư. Hình G, bị dụ dỗ kết bạn trên mạng và sau đó bị đe dọa.
Như vậy, em phản đối những cái việc làm ở bức tranh B, C, E và G vì đó là những cái hành động xâm phạm đến thân thể cảm xúc của người khác, nhất là ở trẻ nhỏ. Rồi thông tin, cá nhân có quyền sống, quyền bất khả xâm phạm về tính mạng, thân thể, quyền được pháp luật bảo hộ về sức khỏe. Trẻ em được bảo vệ để không bị xâm hại tình dục, bóc lột sức lao động, bạo lực bỏ rơi, bỏ mặc, mua bán, bắt cóc, chiếm đoạt, được bảo vệ khỏi chất ma túy, khi gặp thiên tai, thảm họa, ô nhiễm môi trường xung quanh, vũ trang, v.v. Theo Công ước Quốc tế về quyền trẻ em Bộ Luật Dân sự 2015 và Luật Trẻ Em 2016 của Việt Nam. Câu hỏi kể tên một số hành động vi phạm quyền được an toàn của trẻ em. Thì một số hành động vi phạm quyền được an toàn của trẻ em đó là bắt cóc trẻ em, dùng bạo lực để dạy dỗ hoặc là bỏ rơi, đánh tráo trẻ sơ sinh, v.v. Luyện tập dựa vào các tình huống sau cho biết những hành động nào cần phản đối vì sao. Tình huống 1, một bạn nam bị người anh họ trêu đùa làm bạn ấy rất khó chịu, bạn ấy chống lại nhưng người anh vẫn không buông ra. Tình huống 2, một bạn nữ trên đường đi học về bị một nhóm học sinh lớn hơn đi theo và trêu chọc. Như vậy tình huống 1 thì hành động cần phản đối đó là anh họ trêu đùa làm bạn ấy rất khó chịu, bạn ấy chống lại nhưng người anh vẫn không buông tha, vì đó là hành động xấu ảnh hưởng đến cảm xúc của bạn nam. Tình huống 2, hành động cần phản đối là hành động nhóm học sinh lớn hơn đi theo và trêu chọc, vì hành động đó khiến bạn nữ trở nên sợ hãi. Tiếp theo số 2 nhỏ, một số nguy cơ dẫn đến bị xâm hại tình dục và cách phòng tránh. Thông tin, xâm hại tình dục bao gồm những hành vi như nhìn vào vùng riêng tư, nói chuyện, cho xem phim, ảnh, bộ phận sinh dục hoặc là hoạt động tình dục, động chạm các bộ phận trên cơ thể, đặc biệt là vùng riêng tư, ép buộc quan hệ tình dục. Những cái hành vi này làm cho người bị xâm hại cảm thấy không an toàn, khó chịu, xấu hổ, sợ hãi. Đó là những hành vi vi phạm pháp luật. Thực hành nhận biết một số nguy cơ dẫn đến bị xâm hại tình dục và cách phòng tránh. Bước 1 là các em sẽ chọn một trong các tình huống sau, ví dụ như là tình huống mở cửa cho người lạ khi ở nhà một mình, kết bạn với người lạ trên mạng, lên xe của người lạ hoặc là một người lạ tặng quà cho em đi một mình nơi vắng vẻ. Bước 2 là các em thảo luận nhóm, chúng ta phân tích nguy cơ có thể bị xâm hại tình dục trong mỗi tình huống đó và nêu cái biện pháp phòng tránh. Ví dụ như tình huống kết bạn với người lạ trên mạng thì cái nguy cơ có thể bị xâm hại tình dục đó là người đó có thể dụ dỗ, đe dọa cho xem hình ảnh vùng riêng tư, hẹn gặp ở những nơi không an toàn và có cái hành vi xâm hại. Thì biện pháp đó là chúng ta không kết bạn với người lạ trên mạng, nếu có người cố tình gửi những hình đó thì sẽ nói với người tin cậy. Rồi bước 3 thì các em sẽ báo cáo kết quả trước lớp. Thì phần này các em sẽ, chúng ta sẽ thực hành theo sự hướng dẫn ở đây, theo cái gợi ý ở đây. Em có biết khi cần được hỗ trợ khẩn cấp thì các em có thể gọi tới số điện thoại 111 và 111 là Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em. Tiếp theo thực hành 1, các em sẽ lập danh sách những người đáng tin cậy. Thì các em hãy lập danh sách những người tin cậy có thể giúp em khi em cần sự giúp đỡ, rồi cho biết vì sao em chọn những người đó. 2 là đưa ra yêu cầu với người tin cậy để được sự giúp đỡ. Các em chọn tình huống sau, ví dụ cho tình huống sau. Bạn của em kể rằng một người quen của gia đình mỗi khi đến chơi đều nhìn bạn ấy rất chăm chú. Một lần lúc không có ai, người đó nói: "Ôi cháu đáng yêu quá" và giang tay định ôm, làm bạn ấy rất sợ. A, em sẽ làm gì sau khi nghe cái câu chuyện của bạn em? B, nếu gặp tình huống tương tự thì em sẽ làm gì? Đóng vai thể hiện cách ứng xử của em theo gợi ý dưới đây: từ chối hoặc bỏ đi hoặc là kể lại. Thì ở đây các em sẽ thực hành
đưa ra cái yêu cầu đó với người tin cậy để sự giúp đỡ thì em sẽ khuyên bạn là từ chối một cách dứt khoát và nên chia sẻ câu chuyện với người thân trong gia đình để được sự giúp đỡ. Nếu mà gặp tình huống tương tự thì em cũng sẽ nói trực tiếp là không thích với người đó và nói cho ông bà, bố mẹ. Luyện tập, em sẽ thực hiện lời hứa giữ bí mật trong tình huống nào sau đây vì sao? Tình huống 1, bạn em rủ em cùng làm một tấm bưu thiếp tặng sinh nhật một bạn trong nhóm. Khi làm bưu thiếp phải giữ bí mật để tạo sự bất ngờ. Tình huống 2, bạn em rủ em đến nhà một người bạn ấy mới quen ở trên mạng nhưng khi đi phải giữ bí mật với người nhà. Như vậy thì em sẽ thực hiện lời hứa giữ bí mật với tình huống 1 vì việc giữ bí mật đó không làm ảnh hưởng hay là gây nguy hiểm cho ai cả. Ngược lại còn giúp bạn được tặng quà cảm thấy vui và bất ngờ. Thông tin, khi em được yêu cầu giữ bí mật, nếu bí mật có thể gây nguy hiểm cho em hoặc là người khác thì em cần nói với người tin cậy để được sự giúp đỡ. Nếu bí mật đó mang lại niềm vui và không gây nguy hiểm cho em hoặc người khác thì em nên thực hiện. Rồi cuối cùng, những kiến thức chủ yếu. Trẻ em có quyền được an toàn bảo vệ toàn vẹn cá nhân. Mọi hành vi xâm hại tình dục trẻ em là vi phạm pháp luật. Khi gặp tình huống không an toàn, hãy thực hiện linh hoạt theo gợi ý, từ chối, bỏ đi, kể lại. Hãy gọi điện hoặc là nói với người mà em tin cậy để được sự giúp đỡ khi nhận thấy nguy cơ bị xâm hại tình dục. Như vậy thì đến đây các em vừa cùng cô theo dõi môn khoa học lớp 5. Sau khi xem xong các em thấy thích hãy chia sẻ mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh Thầy Liêm để theo dõi những video tiếp theo nhé. Cô chúc em học tốt và chào tạm biệt các em.